Thưa quý vị, thời đại công nghệ 4.0, xu hướng sống cũng như làm việc nhanh, tiện lợi, đơn giản đã giúp nhiều ngành nghề mới có cơ hội hình thành và phát triển. Trong đó, thiết kế đồ họa, digital marketing được đánh giá là ngành có sức hút lớn đối với các bạn trẻ và giúp nhiều bạn trẻ có cơ hội việc làm tốt trong tương lai. Tuy nhiên, việc lựa chọn môi trường đào tạo như thế nào để vững về lý thuyết, giỏi thực hành? Cùng tìm hiểu về trung tâm đào tạo chất lượng cho ngành này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đi cùng sự phát triển của công nghệ, ngày nay Digital Marketing và thiết kế đồ họa đóng vai trò quan trọng trong các chiến lược marketing của doanh nghiệp. Với Digital Marketing, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đến khách hàng mục tiêu dù ở bất cứ đâu. Bên cạnh đó, thiết kế đồ họa góp phần quan trọng về thương hiệu và cảm xúc trong các chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp. Nhận thấy được tầm quan trọng đó cũng như tiềm năng của ngành học này, Học viện Case Study đã thiết kế chương trình học từ cơ bản đến nâng cao với hai ngành học chính, ngành thiết kế đồ họa và Digital Marketing, giúp học viên dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu và có kiến thức chuyên sâu về hai lĩnh vực này. Thứ nhất là chúng tôi luôn luôn bám sát với cái thực tế của thị trường lao động. Doanh nghiệp yêu cầu như nào chúng tôi sẽ thay đổi chương trình phù hợp một cách nhanh nhất. Chúng tôi cũng khẳng định cái trách nhiệm và cái sự cam kết của mình bằng một số chính sách rất là tốt cho học viên. Ví dụ như là các bạn được học thử 2 tuần, nếu mà cảm thấy không phù hợp thì các bạn có thể dừng, hoặc là nếu phù hợp các bạn có thể đăng ký học chính thức. Chẳng may mà học xong mà các bạn vì một cái lý do nào đó mà các bạn không xin được việc hay là không đủ năng lực làm việc thì chúng tôi cũng cam kết là hoàn trả lại 100% học phí. Hướng tới giúp học viên làm được việc ngay sau khi tốt nghiệp, có tư duy và thái độ tốt với nghề nghiệp. Case Study đào tạo theo mục tiêu bám sát mô tả công việc của các doanh nghiệp hiện nay. Tại đây, mỗi giảng viên giống như những người leader trong doanh nghiệp sẽ cầm tay chỉ việc, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn và đồng hành cùng học viên. Sau một thời gian học cụ thể là 5 tháng thì bây giờ mình đã bắt đầu đi thực tập và mình rất hài lòng về Case Study. Ở đây không chỉ dạy cho mình kiến thức về chuyên môn mà còn dạy cho mình tư duy về thiết kế cũng như là kỹ năng làm việc nhóm. Điều này giúp ích cho mình rất nhiều trong công việc sau này. Với đội ngũ giảng viên là những chuyên gia uy tín được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, giúp học viên nắm bắt những kiến thức thực tiễn về SEO, quảng cáo Facebook và Google. Các kỹ năng như marketing mạng xã hội, thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu đối với ngành digital marketing. Những kiến thức về thiết kế, đồ họa chuyên nghiệp. Đồng thời, học viên được chuẩn bị những kỹ năng và kiến thức của tương lai gần để bắt kịp sự phát triển và biến động của nghề nghiệp. Tôi thấy rằng sau cái quá trình mà làm việc với các bạn đến từ Case Study thì tôi nhận thấy là các bạn là thích nghi với môi trường mới khá là nhanh. Tiếp đến thì là các bạn cũng khá là thành thạo các cái công cụ làm việc của mình. Và với cả một cái tinh thần học hỏi thì các bạn cũng luôn cập nhật các cái xu hướng mới khá là tốt. Nhìn chung, trong giai đoạn của toàn cầu hóa, thiết kế đồ họa và digital marketing đóng vai trò quan trọng trong chiến lược truyền thông của doanh nghiệp. Vì vậy, ngành học sẽ rất phù hợp với nhiều đối tượng như học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông muốn đi làm sớm, sinh viên muốn trang bị thêm kiến thức hay công nhân tại các khu công nghiệp muốn phát triển bản thân sang những công việc mới.